Thưa quý vị, Công an huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh thông tin Công an huyện đã triệu tập một lái xe có liên quan đến vụ việc thu tiền trái phép các phương tiện đi từ quốc lộ 18A vào cao tốc Vân Đồn - Móng Cái vào sáng ngày 2 tháng 8. Cụ thể, Công an huyện Tiên Yên đã triệu tập Hà Thanh Phong, sinh năm 1975, trú tại thôn Đông Dương, xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, là công nhân lái máy xúc của công ty 138. Theo lời khai của Phong, người thu tiền trong clip đăng tải trên Facebook là lái xe 16 chỗ, biển kiểm soát 17B02, tự ý xuống thu tiền của các lái xe khác rồi chuyển bồi dưỡng cho Phong số tiền 520.000 đồng. Phong không quen biết đối tượng này. Trước đó, vào hồi 9 giờ ngày 2 tháng 8, tuyến quốc lộ 18A, địa phận qua huyện Tiên Yên, xảy ra tai nạn giao thông. Các phương tiện không thể lưu thông theo chiều từ Hạ Long đi Móng Cái và ngược lại. Trong quá trình chờ cơ quan chức năng giải quyết sự việc, các phương tiện di chuyển theo lối mở tạm phục vụ thi công và tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái để quay đầu và lưu thông theo hướng Tiên Yên đi nút giao Mũi Chùa. Lợi dụng sự việc tại điểm vào cao tốc có đối tượng bên ngoài tự xuất hiện thu phí các xe qua lại. Ngay sau đó, một clip ghi lại hình ảnh đối tượng tự ý thu phí các phương tiện vào cao tốc Vân Đồn - Móng Cái được phát tán trên mạng xã hội. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Yên đang tiếp tục xác minh làm rõ đối tượng để xử lý theo quy định. Sáng ngày 3 tháng 8, thông tin từ Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Phú Quốc, Kiên Giang cho biết, vào khoảng 00 giờ 45 phút sáng cùng ngày, ở đầu xóm Cồn, phường Dương Đông đã xảy ra vụ cháy làm 11 căn nhà bị cháy hoàn toàn và 4 căn bị ảnh hưởng một phần. Ước tính thiệt hại hơn 1,5 tỷ đồng. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người. Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bắt nguồn từ một ngôi nhà không người ở trong khu vực do bị chập điện, sau đó nhanh chóng lan sang các ngôi nhà bên cạnh. Ngay khi phát hiện vụ việc, người dân sống trong khu vực đã chi hô, nhanh chóng rời khỏi hiện trường, đồng thời báo cho lực lượng phòng cháy chữa cháy. Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Phú Quốc đã điều động 10 chiến sĩ dân quân phường Dương Đông phối hợp với lực lượng công an, dân phố và người dân địa phương tích cực cứu chữa cháy. Đến khoảng 2 giờ cùng ngày, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Được biết, ở xóm Cồn, người dân đa phần làm ngư phủ nên cất nhà gỗ để ở và bám biển mưu sinh. Thưa quý vị, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra vào sáng nay, ngày 3 tháng 8, tại thôn Cầu Đất, xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Vụ tai nạn khiến một nữ công nhân đứt lìa cánh tay phải, chuyển xuống Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội cấp cứu. Theo đó, vào khoảng 5 giờ 40 phút ngày 3 tháng 8, xe ô tô biển số 99F00024 do anh Vi Văn Ái, sinh năm 1977, trú tại xã Tân Hoa, huyện Lục Ngạn, chở khoảng 21 công nhân công ty Hồng Hải đi hướng Lục Ngạn, Lục Nam. Khi đi đến địa phận thôn Cầu Đất, xã Phượng Sơn, ô tô bất ngờ mất lái, lao xuống vườn cam nhà anh Nguyễn Đức Nghĩa, sinh năm 1995, rồi lật nghiêng. Hậu quả, một phụ nữ sinh năm 1997, trú tại thôn Kép 1, xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, bị đứt lìa cánh tay phải và 6 công nhân khác bị thương. Xe ô tô bị hư hỏng nặng. Sáng ngày 3 tháng 8, Bộ Y tế cho biết ngày 2 tháng 8, các ca COVID-19 tăng vọt lên 2.000, tăng gần 640 ca so với ngày trước đó, cao nhất trong hơn 2 tháng nay. Trong ngày có gần 9.700 ca khỏi và một trường hợp tử vong. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.783.026 ca nhiễm COVID-19, đứng thứ 12 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 108.745 ca nhiễm. Bộ Y tế đề nghị các bộ ngành địa phương chủ động sẵn sàng đáp ứng các tình huống dịch có thể xảy ra, không để bất ngờ, bị động. Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm những giải pháp phòng chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo 2K, khẩu trang, khử khuẩn, vaccine, thuốc, điều trị, công nghệ, ý thức người dân và các biện pháp khác với các trụ cột cách ly, xét nghiệm, điều trị. Chỉ đạo theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn, nhất là sự xuất hiện của các biến thể mới. Chủ động có các giải pháp ứng phó với các nguy cơ dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trên địa bàn và ngăn chặn, kiểm soát ngay tại các cửa khẩu với các dịch bệnh mới. Thưa quý vị, chiều qua, Trường Đại học Thủy lợi phối hợp cùng Hiệp hội Kỹ thuật Kỹ sư Xây dựng Nhật Bản, Đại học Tohoku tổ chức Hội thảo Khoa học Việt Nam-Nhật Bản trong lĩnh vực kỹ thuật và môi trường. Hội thảo năm nay hướng tới một diễn đàn giao lưu học thuật hàng đầu nhằm trao đổi, chia sẻ các kinh nghiệm và kết quả nghiên cứu tiên tiến nhất, những thách thức thực tế đã gặp và kinh nghiệm đối phó về các vấn đề trong lĩnh vực kỹ thuật và môi trường của Việt Nam-Nhật Bản. Nhiều vấn đề cấp bách được trao đổi tại hội thảo như thiết kế vật liệu mới cho các ứng dụng năng lượng, vì một thế giới không kháng sinh hay trường dòng chảy nông trong hệ sinh thái thảm thực vật. Cũng tại hội nghị, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trung Việt, phó hiệu trưởng trường Đại học Thủy lợi, được Hiệp hội Kỹ sư Xây dựng Nhật Bản trao giải hoạt động hợp tác quốc tế xuất sắc trong lĩnh vực xây dựng. Đây là giải thưởng lớn trao cho các nhà nghiên cứu từ Nhật Bản và thế giới có đóng góp to lớn đối với lĩnh vực xây dựng nói chung. Chuyển sang phần tin tức quốc tế. Thưa quý vị, Tổng giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA, Rafael Grossi, hy vọng Iran sẵn sàng công khai minh bạch chương trình hạt nhân của nước này
mà theo đánh giá của IAEA là đang phát triển với mức độ rất nhanh chóng. Người đứng đầu IAEA đã đưa ra tuyên bố trên khi được hỏi về vai trò của Iran trong tiến trình khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 mà cả Iran và các nước phương Tây đang nỗ lực cứu vãn. Tiến trình đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran đang rơi vào bế tắc từ tháng 3 năm 2022 do Iran và Mỹ có nhiều quan điểm khác biệt. Tiến trình đàm phán này được cho là sẽ càng khó khăn hơn khi ngày 1 tháng 8, Iran tuyên bố nước này đã khởi động hàng trăm máy ly tâm để làm dầu urani sau khi Mỹ công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với xuất khẩu dầu mỏ của Tehran. Bộ Tài chính Ấn Độ ngày 2 tháng 8 thông báo cắt giảm thuế xuất khẩu nhiên liệu lần thứ 2 trong chưa đầy 2 tuần qua, đồng thời tăng thuế đánh vào thu nhập tăng thêm bất thường của các công ty sản xuất dầu thô trong nước. Theo quy định mới có hiệu lực từ ngày 3 tháng 8, thuế xuất khẩu nhiên liệu máy bay được giảm từ 4 rupee một lít xuống mức 0 và thuế đánh vào dầu diesel giảm từ 11 rupee một lít xuống còn 5 rupee một lít. Tháng trước, một quan chức cấp cao Bộ Tài chính cho biết chính phủ Ấn Độ sẽ chỉ dỡ bỏ thuế tăng thu nhập bất thường đối với các nhà sản xuất và lọc dầu nếu giá dầu thô toàn cầu giảm 40 đô la Mỹ một thùng so với mức hiện nay. Ngày 2 tháng 8, giá dầu thế giới quay đầu tăng nhẹ trước thềm hội nghị tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác OPEC cộng. Theo đó, giá dầu ngọt nhẹ WTI giao trong tháng 9 tăng thêm 53 cent. Lên 94,42 đô la Mỹ một thùng trên sàn giao dịch hàng hóa New York. Trong khi đó, giá dầu Brent giao trong tháng 10 tăng 51 cent, chốt phiên ở mức 100,54 đô la Mỹ một thùng trên sàn giao dịch London. Các nhà giao dịch đang trông đợi thông tin từ cuộc họp của OPEC cộng diễn ra trong ngày 3 tháng 8. Dự kiến các bên sẽ thảo luận về chiến lược sản lượng trong tương lai sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi Ả Rập Xê Út, một trong các thành viên chủ chốt của OPEC cộng, nâng sản lượng để kiềm chế lạm phát tăng phi mã, chủ yếu do giá năng lượng tăng cao. Tuy nhiên, một số chuyên gia nhận định OPEC cộng nhiều khả năng sẽ không tăng đáng kể sản lượng dầu trong bối cảnh ngày càng nhiều lo ngại về tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu. Chính phủ Australia đã quyết định sẽ tiêm phòng vaccine COVID-19 cho những trẻ nguy cơ cao trong độ tuổi từ 6 tháng đến 5 tuổi, trong bối cảnh nước này đang nỗ lực cắt đứt chuỗi lây lan dòng phụ của biến thể Omicron. Theo kế hoạch, từ ngày 5 tháng 9 tới, khoảng 70.000 trẻ em trong độ tuổi từ 6 tháng đến 5 tuổi bị suy giảm miễn dịch nghiêm trọng, bị khuyết tật hoặc có tình trạng sức khỏe phức tạp sẽ bắt đầu được tiêm vaccine ngừa COVID-19 của Moderna. Phác đồ cơ bản sẽ là hai liều tiêm được khuyến cáo cách nhau 8 tuần. Tuy nhiên, đối với những người bị suy giảm miễn dịch nghiêm trọng, số liều tiêm sẽ là 3 mũi. Bộ Y tế Australia hôm nay cho biết trong 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận hơn 40.000 ca mắc mới COVID-19 và hơn 60 ca tử vong do căn bệnh này. Thưa quý vị, trong bối cảnh Thái Lan đã dỡ bỏ hầu hết những hạn chế về đi lại để phòng chống dịch COVID-19, nước này đã đón 3,12 triệu lượt khách du lịch nước ngoài trong 7 tháng đầu năm 2022. Với việc khách du lịch quốc tế tăng trở lại, số lượng khách du lịch nước ngoài tới Thái Lan dự kiến sẽ đạt 6 triệu lượt trong năm nay, tăng so với ước tính trước đó là 5,6 triệu lượt. Vào năm 2023, số lượng khách du lịch nước ngoài tới xứ sở Chùa Vàng được dự báo sẽ tăng lên 19 triệu lượt. Trước đó, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã phê chuẩn mục tiêu đạt doanh thu khoảng 65 tỷ đô la Mỹ cho Tổng cục Du lịch Thái Lan và các chiến lược cho năm 2023 nhằm hồi sinh lĩnh vực du lịch vào năm tới và đưa du lịch trở lại ngành mang lại doanh thu bền vững cho đất nước. Năm 2019, khi đại dịch COVID-19 chưa bùng phát tại Thái Lan, lượng khách nước ngoài đến nước này đạt gần 40 triệu lượt. Bản tin 15 giờ của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại.